Thanh Thủy, Đỗ Thị Hà nghi bằng mặt không bằng lòng, Uni hợp tác với Miss Universe Việt Nam đưa Thảo Nhi Lê đi thi. Mối quan hệ giữa các người đẹp trong làng nhan sắc luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Mới đây, đương kim họ Việt Nam Huỳnh Thị Thanh Thủy tiết lộ đã bị đàn chị là Hoa hậu Đỗ Thị Hà phụ suốt 2 tháng. Cụ thể, Hoa hậu Thanh Thủy đã đăng ảnh trên story cá nhân với dòng trạng thái: hơn 2 tháng, chị ta mới chịu chấp nhận lời mời kết bạn. Theo đó, người đẹp Đà Nẵng đã gửi lời mời kết bạn cho đàn chị từ sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 nhưng phải đến gần đây mới được chấp nhận. Nỗi buồn của Thanh Thủy lại khiến dân tình không khỏi nhịn cười. Ngay sau khi nhận được lời bốc phốt của đàn em, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã lập tức giải thích rằng do quá lâu không vào Facebook cá nhân nên tài khoản của cô đã bị lag. Tuy nhiên, việc kết bạn trên Facebook không quá quan trọng bởi cả hai chị em Thanh Thủy và Đỗ Thị Hà đều tương tác rất nhiệt tình ở cả các sự kiện và trên mạng xã hội. Khán giả còn đùa rằng do Hoa hậu Thanh Thủy chưa kịp làm clip TikTok với phong cách giật giật như Đỗ Thị Hà nên chưa được đàn chị chấp nhận lời mời kết bạn. Bình luận của netizen: tại Thủy chưa có clip giật giật nên chưa được chấp nhận kết bạn đó. Chị Hà bận dùng fanpage để đi bình luận dạo rồi nên không vào Facebook cá nhân. Được chấp nhận muộn còn hơn không nha Thủy ơi. Cả hai bà này bà nào cũng buồn cười và lầy lội hết sức, Thanh Thủy dám đi bốc phốt đàn chị luôn, gan ghê. Có thể nói thời gian qua, giới hoa hậu Việt Nam liên tiếp đón nhận nhiều thông tin gây sốc. Bên cạnh việc có thêm những nàng hậu mới đăng quang như Thanh Thủy, thì việc cuộc thi Miss Universe Việt Nam đổi chủ cũng khiến nhiều fan sắc đẹp tò mò. Đúng như thông báo trước đó của Giám đốc Quốc gia Quỳnh Nga, Miss Universe Việt Nam đã chính thức bỏ cụm từ Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam ra khỏi tên fanpage của đơn vị này. Phía Unimedia, đơn vị chủ quản hiện tại của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam cũng đã có phản hồi. Đơn vị này đánh giá cao hành động cầu thị của Miss Universe Việt Nam và tuyên bố khép lại những tranh cãi ồn ào trên mạng xã hội trong thời gian qua. Cụ thể, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ đã viết: cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, ủng hộ Unicorp, Unimedia cũng như yêu mến thương hiệu Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Trân trọng cảm ơn các cơ quan truyền thông, báo chí, khán giả và người hâm mộ đã lên tiếng phản ánh, bảo vệ khi thương hiệu Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam bị sử dụng mà không được sự đồng ý của Unicorp, Unimedia và tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Vừa qua, đơn vị nắm bản quyền đề cử Miss Universe Việt Nam đã có động thái tháo gỡ tên gọi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam ra khỏi fanpage chính thức. Bằng tinh thần xây dựng, chúng tôi đánh giá cao hành động thể hiện sự tôn trọng và thiện chí hợp tác của Miss Universe Việt Nam. Chúng tôi tin rằng sau những ồn ào vừa qua, động thái rõ ràng, dứt khoát và cũng đầy sự cầu thị này từ Miss Universe Việt Nam cũng sẽ chính thức khép lại những tranh luận hướng đến hình ảnh tích cực, chuyên nghiệp, góp phần tạo dựng giá trị tích cực cho ngành công nghiệp sắc đẹp Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sự việc đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Universe Việt Nam sử dụng tên gọi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam trên fanpage hoặc trên các phương tiện truyền thông khác sẽ không bị lặp lại trong tương lai để tránh những ảnh hưởng không đáng có. Để Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam có được định danh và những thành công như hiện nay, tất cả vinh hạnh này là nhờ vào sự công nhận, ủng hộ và yêu mến của quý vị trong hành trình 15 năm xây dựng và phát triển không ngừng của Unicorp, Unimedia chúng tôi. Xin gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc nhất đến tất cả quý vị. Rất mong sẽ tiếp nhận được sự đồng hành của quý vị cùng Unicorp, Unimedia trong những hành trình tiếp theo của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, góp phần xây dựng hình ảnh sắc đẹp Việt Nam ngày càng phát triển tích cực và văn minh. Trước đó, Quỳnh Nga, giám đốc công ty Miss Universe Việt Nam cho biết thêm, đơn vị này sẽ tổ chức cuộc thi Miss Universe Việt Nam 1 năm một lần để tìm kiếm đại diện thay vì 2 năm một lần như trước. Riêng năm nay, Miss Universe Việt Nam sẵn sàng hợp tác nếu DD Media muốn đề cử đại diện đi thi Miss Universe 2023. Đến ngày 13 tháng 3, nếu phía Unimedia chưa phản hồi về việc hợp tác đưa đại diện đi thi, đơn vị này sẽ tiến hành tuyển chọn. Hiện động thái trên của ban tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, fan sắc đẹp hy vọng rằng hai bên công ty sẽ có cuộc gặp mặt để trao đổi về suất thi quốc tế của Thảo Nhi Lê.